Chuẩn bị chúc mừng năm mới tất cả mọi người, đặc biệt là các thành viên đang ở Việt Nam. Bây giờ là 10 giờ đúng rồi, tối ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Thì vậy còn có 2 tiếng nữa thôi là bà con Việt Nam chuyển sang năm mới 2024. Còn ở Canada thì bây giờ tính theo giờ của Toronto thì mới có 10 giờ sáng ngày 31, như vậy là 14 tiếng nữa mới đón giao thừa. Tới thời điểm này thì một số nước đã chuyển sang năm 2024, trong đó có New Zealand, Úc, Anh, rồi Nga và một số nước khác. Tại vì cái múi giờ của họ đi trước chờ Việt Nam chúng ta. Bắt đầu vài tiếng nữa thì mọi người khi viết ngày tháng năm thì nhớ viết là 2024. Không thôi chúng ta đã quen tay, chúng ta viết 2023 lâu nay. Cái này là mọi người đang ở Việt Nam, nếu mà ai đi ký giấy tờ công chứng, rồi làm giấy tờ nhà đất vân vân thì phải nhớ là 2 tiếng đồng hồ nữa là hết năm 2023 rồi, chúng ta chuyển sang năm 2024. Mặc dù bà con đang đi đón giao thừa thì thấy cập nhật ở bên Việt Nam chỗ nào cũng đông, bến Bạch Đằng cũng rất là đông, rồi bên phía Thủ Thiêm quận 2 cũng xe cộ chật cứng hết luôn, không thấy gọi là chỗ trống luôn. Bà con đang chờ cái thời khắc để mà xem pháo bông thì phải. Còn ở Canada thì lạnh, cho nên sáng hôm nay gần như là hôm nay lại là chủ nhật nữa. Hôm nay là chủ nhật cho nên là đường xá nó cũng đang vắng. Một số các cái khu vực là chưa chưa ngủ dậy nữa, bà con chưa ngủ dậy. Ví dụ như là ai ở Vancouver thì bây giờ mới là 7 giờ sáng thôi. Còn tôi đang ở Ontario là 10 giờ sáng ngày 31. Không có nhu cầu để đi ra ngoài, tại vì thông thường các cái ngày lễ như thế này buổi sáng kết hợp với cuối tuần nữa là họ ngủ nướng rất là nhiều. Quán xá này kia thì tới 10 giờ họ mới mở cửa. 10 giờ là sớm á. Còn các cái nhà hàng này kia thì thông thường là 11 giờ họ mới mở. Và bây giờ đang là mùa đông, mặc dù không có tuyết nhưng mà vẫn rất lạnh. Bên ngoài đang là 1 độ, nhiệt độ bên ngoài đang là 1 độ mà cảm giác giống như là âm 1 âm 2. Như lần trước tôi có cập nhật, năm nay là Giáng sinh không có tuyết, cũng như tới thời điểm này là chuẩn bị qua Tết Tây nhưng mà tuyết vẫn chưa chịu về. Chắc là để dồn vô tháng 1 với tháng 2 và tháng 3. Xin chào anh hay là chị Nguyễn Minh Tự. Hồi nãy tôi có làm cái thiệp để chúc mừng hơn 120.000 thành viên của nhóm, tại vì xem như là cái số lượng thành viên càng lúc càng tăng, và cũng không thể chúc tất cả mọi người theo mang tính chất là từng người một, cho nên là tôi tạo ra cái video ngắn để chúc mừng. Trong 1 năm qua là cái số lượng thành viên nó tăng lên gần gần 40.000 người, tức là khoảng đâu đó tầm 80 vào hồi năm năm ngoái, đầu năm 2023 đó. Thì trong năm nay là cái số lượng thành viên là tăng rất là nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng là cái nhu cầu mà tìm kiếm thông tin với lại là giao lưu về cái cuộc sống cũng như các cái lộ trình đi sang Canada là rất phổ biến. Mặc dù là có rất là nhiều nhóm và các thành viên họ tham gia gần như tất cả các cái nhóm đó,
gần như tất cả các cái nhóm mà chia sẻ về thông tin ở Canada, về du học, về định cư, về các cái chương trình gọi là đi sang Canada để làm việc, vân vân. Chúng ta thấy rằng là nhu cầu này là càng ngày càng gọi là càng cao, và cái số lượng người họ quan tâm cũng tăng đột biến trong những năm gần đây. Thì sau dịch có vẻ như là tăng nhiều hơn nữa. Có thể là do điều kiện kinh tế ở Việt Nam cũng bắt đầu là khó khăn, và cái suy thoái nó bắt đầu chạm đáy, cho nên là mọi người cũng mong muốn tìm đến những cái nơi mà họ yên tâm hơn. Mặc dù là ở Canada thì cũng đang phải chịu cái cảnh gọi là suy thoái về kinh tế rất là nặng nề sau dịch, và có thể nói là chưa có trong vòng hơn 6-7 năm nay khi mà tôi đặt chân đến Canada. Lễ hiển tiêu, tức là tiêu hiển lễ, chào em, đây là một cái bạn học sinh, một cái bạn học trò của tôi học IELTS từ rất là lâu rồi, từ hơn 10 năm trước rồi. Chào em. Rồi, trong cái livestream này thì nếu anh chị em nào mà có câu hỏi có thể nêu ra luôn cũng được, tại vì không có một cái chủ đề cụ thể, mà chủ yếu chỉ là tôi chúc mừng các anh chị trong một năm mới an khang, hạnh phúc, vui vẻ. Còn lại thì anh chị em nào muốn đặt câu hỏi mà xưa giờ chưa có đặt được, hoặc là chưa có cái câu trả lời thỏa đáng, thì các anh chị có thể nêu ra và tôi có thể tranh thủ trả lời. Livestream dự kiến cũng ngắn thôi, khoảng cỡ 5 hay là 3 phút. Nếu mà chúng tôi không thấy có câu hỏi thì chúng ta có thể kết thúc để bà con họ đi đón giao thừa. Những người mà đang livestream, đang nghe livestream có thể là đang ngồi ở đâu đó để chờ cái thời khắc bắn pháo bông đón mừng năm 2024 tại Việt Nam. Thọ Trang, Happy New Year, cảm ơn em, Happy New Year. Tuyền Highland, đọc là Highland, Happy New Year thầy và đại gia đình, xin cảm ơn mọi người. Chào chị Ngọc, Happy New Year chị. Rồi, chị Ngọc là đang ở nhà hay là đang đi đón giao thừa? Tôi vừa mới thấy các cái hình cập nhật của rất nhiều các anh chị em ở bên Việt Nam là đang đứng ở các cái khu vực chuẩn bị để xem pháo bông. Nhất là cái khu vực, nếu mà ai ở Sài Gòn thì tập trung ở cái khu vực gọi là bến Bạch Đằng với lại là bên quận 2 cũng nhiều. Và chắc là các cái quán cà phê bây giờ cũng rất là đông. Nhật Trần Minh Ngọc, Happy New Year em, xin cảm ơn anh, cảm ơn chị. Không, cái tên không có dấu cho nên là tôi không biết là anh hay là chị, cho nên là xin chào anh chị thôi. Với lại là rất là nhiều các cái thành viên ở trong nhóm là tôi chưa bao giờ gặp, và họ cũng chưa bao giờ gặp tôi ở ngoài đời cả. Cho nên là tôi thì chắc là họ biết, tại vì tôi livestream thường xuyên cho nên họ biết tôi là ai, nhưng mà tôi thì lại không biết được tất cả mọi người. Hơn 120.000 thành viên ở trong nhóm, cho nên là tôi không biết là ai ra ai hết. Xin phép các anh chị tôi nghe điện thoại một chút xíu. Hello Paul. Hello. The banner where? So I will try to go there, but I am doing the live stream for about 30 minutes. Can you text me the message and then I will bring the banner?
Okay. Okay. Maybe. I am in the middle of the live stream. Okay, yeah. Okay. Tiếp tục chương trình livestream. Thưa các anh chị là bên 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 Canada bây giờ đó ngày 30 này là đặc biệt là các cái cộng đồng mà người Trung Quốc rồi các cái cộng đồng dân nước khác không biết Việt Nam thì tôi không có tham gia nhiều, nhưng mà chắc chắn là họ cũng có những cái buổi giống như tổ chức cuối năm á, gần như là họp mặt cuối năm thì thường là họ tập trung ở những cái nơi mà có cái cơ sở vật chất, tức là thường là trong nhà, tại vì bây giờ đang là mùa đông rồi, cho nên là các cái khu ví dụ như là các cái mall, các cái shopping mall này, rồi các cái nơi mà tổ chức các cái hoạt động cộng đồng thì họ đến ở đó và họ tổ chức các cái buổi gặp mặt giao lưu cuối năm. Còn người Việt của mình thì thông thường đó là họ chọn cái thời điểm là Tết âm lịch để họ tổ chức. Và Tết âm lịch thì thông thường lại là không rơi vào đúng cái ngày 30 Tết, mà chủ yếu là họ chọn cái một cái ngày cuối tuần, một hoặc hai ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật để họ tổ chức. Và cái tuần đó thông thường là trước cái Tết âm lịch một chút xíu. Thì ở Toronto này cũng vậy, năm nào họ cũng có tổ chức những cái gọi là hội chợ Tết ở gần gần cái khu Mississauga này, tức là họ thuê một cái chỗ gần ở trong sân bay á, tại vì nó phải có một cái không gian rất là rộng để họ tổ chức được gọi là vài trăm người tới 1.000 người cùng một lúc, tại vì mùa đông thì không thể tổ chức bên ngoài, cho nên phải mướn những cái nơi rất là rộng và có cái hệ thống sưởi ở bên trong, rồi có chỗ đậu xe thì họ tổ chức các cái buổi gọi là lễ Tết cuối năm. Còn cái các cái buổi mà họp mặt khác thì thường họ tổ chức ở nhà thờ hoặc là ở các cái chùa chiền, tùy theo các cái nhóm tôn giáo. Ví dụ ai họ có theo đạo Phật thì họ thường đến các cái chùa để đón giao thừa. Mà đón giao thừa thì lúc đó đó là đã là buổi trưa giờ Việt Nam rồi, tại vì nó cách nhau tới 12 tiếng đồng hồ. Ở tính theo tỉnh Ontario này thì cách Việt Nam tới đi sau Việt Nam tới 12 tiếng đồng hồ, cho nên là cái lúc mà họ đón giao thừa tức là bên Việt Nam là trưa ngày 1 Tết rồi. Đấy. Còn cái đợt Tết Tây này thì tôi không thấy họ tổ chức gì nhiều lắm. Nếu mà có đi chăng nữa thì các cái nhóm nhỏ thôi, họ tổ chức vui chơi với nhau, hẹn gặp mặt với nhau thôi, chứ không có làm lớn lắm. Thường là họ để dành cái nhân lực để tổ chức cái dịp Tết âm lịch. Nương Vương Thị Châu, chúc mừng năm mới gia đình thầy, xin cảm ơn chị. Chị Ngọc chào thầy, ở Canada có Tết có vui không? Thường ở Canada nếu mà đón Tết âm lịch thì nó không có vui, chắc chắn là không vui như ở Việt Nam. Thứ nhất đó là cái dịp Tết của cộng đồng Việt Nam thôi, mặc dù là người đứng đầu của đất nước, rồi những cái ông tỉnh trưởng, rồi những cái ông gọi là thị trưởng ở thành phố, họ cũng có những cái lời để gọi là chúc năm mới đến cái cộng đồng người Việt. Mà Tết âm lịch thì thường là họ chúc luôn cả cái cộng đồng lớn, ví dụ như cộng đồng người Trung Quốc, rồi một số các cái nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Cái ông bà thị trưởng nào mà hơi gọi là bắt trend một chút á thì có thể học một hai câu chúc bằng tiếng Việt rồi lên đọc ở trên TV hay là trên cái video, rồi đưa lên trên cái phương tiện truyền thông, gọi là chúc mừng những cái cộng đồng, những cái người mà họ tổ chức cái năm mới đó thôi. Còn đâu đó thì nó chưa được xem, Tết Việt Nam chưa được xem là một cái ngày gọi là nghỉ lễ ở Canada, cho nên bà con vẫn phải đi làm bình thường. Ai đi học thì đi học, rồi nếu mà có tổ chức đi chăng nữa thì thông thường như tôi nói đó là họ sẽ đến những cái hội chợ Tết của người Việt ở khắp nơi,
Thường là ở cái những cái nơi mà có tập trung đông người, ví dụ như Vancouver thì họ tổ chức một vài địa điểm, ở Toronto này họ cũng tổ chức, rồi các cái thành phố nhỏ họ vẫn có những cái buổi gọi là họp mặt, nó nhỏ lẻ thôi, để bà con tới với nhau rồi chia sẻ cái niềm vui hân hoan của ngày Tết, gói bánh ăn tất niên, rồi cũng có múa lân, đại loại là nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ không có hoành tráng như ở Việt Nam. Và hết cuối tuần thì đi làm lại bình thường, rồi kể luôn cả những người nào mà thực sự đến chùa, đến nhà thờ đón giao thừa, thì như tôi nói đó là đón vào buổi trưa, tính theo giờ Việt Nam, trưa ngày mùng 1 Tết giờ Việt Nam, tức là buổi khuya ở bên Canada này, thì có những cái chùa lớn họ cũng có đốt một cái đốt pháo. Ở bên Việt Nam thì bây giờ không nghe pháo nữa, nhưng mà ở Mỹ rồi ở Canada thì cũng có, nhưng mà thực ra cái pháo đó để mà ngửi mùi cho nó có không khí. Với cái băng pháo thì nó cũng nhỏ chút xíu thôi, nó như là cái pháo tép ở bên Việt Nam á. Giống như năm ngoái cũng lặn lội, tôi cũng lặn lội đi thử xem thử tới cái chùa Pháp Vân á, ở thành phố Mississauga. Ui giờ nó đông quá trời đông, mịt mù người, rồi họ cũng có múa lân chào đón này kia, nhưng mà cái chùa thì cũng rộng đó, nếu mà bình thường thì rất là rộng, nhưng mà tới cái ngày đón giao thừa là bà con tới quá đông. Có thể là các cái thành phố nhỏ khác họ cũng tập trung về đó nữa, cho nên rất là đông, không có chỗ ngồi, phải phải chen nhau. Rồi năm ngoái thì tới đứng một chút xíu, rồi bắt đầu tới cái lúc mà giao thừa thì họ đem một cái băng pháo giống như pháo tép, nó cũng nhỏ nhỏ thôi mà dài khoảng cỡ 5-10 mét gì đó, bắt đầu họ đốt. Tôi thấy đó, đốt đâu chưa tới 1 phút là đã hết rồi. Nó nổ rất là nhanh, nổ rất là nhanh. Và thời tiết năm ngoái vào cái đợt Tết đó là nó khoảng cỡ -5, -10 độ gì đó, tôi nhớ không nhầm, nhưng mà đứng đó rồi đốt một chút xíu xong rồi là đường ai nấy về. Chứ cũng không có gọi là rầm rộ hay là vui vẻ như ở Việt Nam chúng ta. Dĩ nhiên rồi, Việt Nam đó là Tết truyền thống, còn bên Canada chẳng qua là một cái dịp gọi là năm mới của một nhóm sắc dân, của một cái cộng đồng người Việt trong hơn 100 các cái cộng đồng sắc dân đang sống ở Canada này. Đó. Cho nên Canada chỉ có đón Tết mà lớn nhất thì họ đón cái năm mới này thôi, 2023, chuẩn bị kết thúc, và họ có đốt pháo hoa. Pháo hoa thì ở Canada đó là nó khác với Việt Nam. Việt Nam thì lại là chỉ cho bắn ở những cái nơi gọi là được chỉ định, được nhà nước chỉ định thôi. Ví dụ như có thể là Đầm Sen, nếu mà ai ở Sài Gòn ở Đầm Sen, rồi ở quận nhất, rồi ở đâu dưới quận 2, vân vân. Chứ còn ở bên này thì pháo hoa đó là họ cho phép bắn, tức là mua về giống như là pháo hoa giải trí. Họ có thể là tới gần tới cái dịp lễ Tết này kia đó, là họ có những cái chiếc xe hoặc là những cái cửa hàng họ chuyên bán pháo hoa cho bà con tới đó mua về, rồi buổi tối rồi ra chọn một cái đứng trước nhà bắn cũng được, ra công viên rồi đốt lên bắn cũng được. Nói chung là họ tự quản lý cái việc gọi là an toàn cho mình, và họ đốt khắp nơi. Nói chung ai có tiền thì cứ đốt thôi, ai có tiền thì cứ mua pháo hoa về đốt. Các doanh nghiệp lớn, ví dụ như các cái khu ở Niagara Falls, khu du lịch á, hay là các cái hãng rượu này, rồi các cái công ty thật lớn thì họ cũng tổ chức họ bắn pháo hoa theo cái tư cách cá nhân. Còn ở thành phố thì họ cũng tập hợp lại một vài địa điểm để họ bắn. Nhưng mà một cái điều mà tôi có thể khẳng định đó là nói về cái mức độ mà bắn pháo hoa thì hiếm hiếm có gọi là nơi nào mà chơi đẹp như ở Việt Nam. Bắn rất là lâu, bắn hơn 15 phút. Ở cái Đầm Sen là cái chỗ mà thường lúc tôi ở Việt Nam thì ở Đầm Sen, cho nên là cứ leo lên trên lầu là nhìn thấy bên Đầm Sen họ bắn, mà bắn khoảng cỡ 15 phút và bắn những cái loại pháo nó rất là đẹp. Chứ chứ bên Canada thì bắn chắc chắn không bằng. Đôi khi nhìn nó cũng chán, năm nào cũng bắn đùng đùng đoành đoành ở tùm lum quanh nhà như vậy, hoặc là những cái địa điểm lớn, nhưng mà họ không có bắn nhiều như ở Việt Nam chúng ta. Chứ chứ không phải là ở cứ ở Bắc Mỹ là họ bắn pháo hoa rầm rộ mà ghê gớm lắm đâu, không phải. Ở Việt Nam mình chơi cũng dữ, chứ không có vừa.
Cho nên là nếu mà nói Tết á, thì cái thời điểm này nó không có vui. Cho nên những cái bạn nào mà đi học á, thì Tết cũng đi học bình thường. Người đi làm thì đi làm bình thường. Coi như Tết là một cái dịp để mà nhớ về quê thôi. Chứ không có cái gì đặc biệt nếu mà đang ở trên cái đất ở Canada này. Nếu có gặp nhau đi chăng nữa thì bà con họ hẹn nhau những cái nhóm có cùng một cái sở thích, có cùng một cái background vân vân thì họ lại chơi với nhau, chứ không phải là nó tập hợp hết tại một chỗ đâu. Và vì Tết âm lịch thì nó cũng rơi vào mùa đông mà, cho nên là họ cũng ngại đi. Có những cái năm tuyết họ nhiều, cho nên là thôi nếu mà có lễ có lược hay là có biết chùa tổ chức hay nhà thờ tổ chức bắn pháo bông rồi là múa lân đi chăng nữa thì họ cũng không có sẵn sàng để họ đi ra ngoài. Tại vì ví dụ như ở dưới vùng ven ven một chút xíu mà muốn lên Mississauga này chạy cũng cả trăm cây số thì hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, xong rồi lên đây thì đậu xe thì không có chỗ tại vì lúc này nó rất là đông, cái xong đứng lạnh lẽo một chút xíu thì lại quay về vào nửa đêm nửa hôm rồi sáng mai lại quay lại đi làm, thì cho nên là họ làm biếng họ không đi. Đấy thì chia sẻ một số các thông tin với các anh chị một chút xíu thôi, thì chúng ta sẽ bước sang một cái năm mới 2024, hy vọng là vui vẻ hơn, an lành hơn, thành công hơn. Và với những cái anh chị nào mà có cái kế hoạch đi sang Canada thì cũng thuận lợi hơn đó. Và hy vọng thôi, tức là năm 2024 có thể là cuối năm thì kinh tế nó có thể bắt đầu lên lại được một chút xíu cho nó đỡ, chứ còn hiện tại thì kinh tế ở đây nó vẫn đang là trên cái đà suy thoái, chưa có dấu hiệu gọi là tốt hơn trở lại một cách nhanh chóng trong trong nay mai được. Đấy. Nhưng mà một năm năm qua mấy năm dịch mà chúng ta đã sống sót được rồi, qua mấy năm dịch chúng ta cũng đã sống sót được, cho nên là hy vọng năm 2024 nó thuận lợi hơn rất là nhiều cho tất cả mọi người. Năm cũ xem như tất cả những cái chuyện gì mà nó không ưng ý chúng ta bỏ qua, còn những anh chị nào mà ví dụ bị hồ sơ bị rớt hay là không có thuận lợi hay là vẫn đang chờ thì hy vọng năm 2024 sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho các anh chị. Còn nói về cái nhóm thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì một cái nhóm với cái tư cách là gì, là cung cấp thông tin, với cái mục đích là cung cấp thông tin rồi chia sẻ những cái thông tin thiết thực cho tất cả những cái người quan tâm đến cái cuộc sống ở Canada để họ có một cái nhìn rất là đa chiều, không có gọi là màu mè, mà họ biết thực tế cuộc sống ở đây như thế nào. Thì cái mục tiêu ban đầu của nhóm đưa ra cũng là như vậy, cho nên là tôi sẽ tiếp tục duy trì cái nhóm này theo cái phương châm như vậy. Và đây là một cái nhóm mà tôi có thể khẳng định là không có những cái chuyện gọi là đi bóc phốt nhau hay là đi tố cáo nhau hay là đi dùng những cái từ ngữ gọi là sỉ nhục nhau ở trên cái mảnh đất chung gọi là Canada cần gì nói này. Nó chỉ là những là cái nơi mà mọi người có thể lên để đặt câu hỏi, và dĩ nhiên là có những cái câu hỏi nó rất là cơ bản thì chúng ta cũng gọi là tìm đọc lại các cái thông tin cũ để nó đỡ cho những cái người mà họ gọi là lâu nay họ đã trả lời rồi, thì bây giờ chúng ta lại đi hỏi những cái câu hỏi rất là cơ bản và nó mất thời gian của nhiều người khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái câu hỏi như vậy vô tình đó là nó khiến cho những cái người khác mà nếu mà họ cảm thấy hơi không hài lòng một chút xíu thì họ có những cái từ từ ngữ không có thỏa đáng, không có chuẩn mực để mà đưa ra những cái lời bình luận. Thì thật ra là có rất nhiều câu hỏi mà nó mang tính chất cực kỳ cơ bản. Ví dụ em cần đi du học thì em phải làm cái gì, thì đó là câu hỏi gọi là cực kỳ cơ bản, cho nên là chúng ta phải sàng lọc, chúng ta đọc hết ở trong nhóm này. Nếu mà anh chị em nào mới vào đó là nên đọc lại tất cả những cái chia sẻ trên này. Thì đây là một cái bước đầu để khẳng định rằng là mình đi tìm hiểu thông tin và mình tìm hiểu thông tin một cách nghiêm túc, để khi mình đưa ra một cái câu hỏi tới lúc mà mình cảm thấy mình không có một cái câu trả lời thích đáng nữa thì bây giờ mình
hỏi một câu thì sẽ có nhiều người khác họ vào để họ chia sẻ cái lời khuyên cho mình. Chứ còn nếu mình đưa ra một cái câu hỏi cực kỳ cơ bản và đôi khi là người ta nói cái câu hỏi này có thể Google một cái thì nó ra liền, nó gây khó chịu cho người khác và nó gây gọi là cái tình trạng bị sốc cho mình nếu như mình nhận những cái lời comment mà tôi kiểm soát không kịp, xóa không kịp chẳng hạn đó. Đối với những anh chị em mà đã ở Canada rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục làm việc. Rồi những ai mà chưa có cái tư cách thường trú nhân hay là chưa có đại loại là chưa có PR hay là chưa có quốc tịch thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện cái mục tiêu đó, hy vọng là nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều trong năm tới. Đó là hy vọng thôi chứ còn chúng ta chưa biết nó là như thế nào. Ở đây có rất nhiều những anh chị em mà cái tình trạng chỉ là TIA thôi, tức là tạm trú nhân thôi, đi sang đi học rồi đi sang đi làm thì cái lộ trình của nó cũng còn tương đối là vất vả, có nhiều trường hợp là vất vả lắm luôn đó, cũng gian nan lắm. Nhưng mà cứ hy vọng rằng là nếu chúng ta xác định cái mục tiêu ban đầu là chúng ta quyết tâm chúng ta đến cái vùng đất mới, đến một cái đất nước mới để mà chúng ta định cư thì chúng ta cứ việc nỗ lực, và nỗ lực thì sẽ gọi là không đảm bảo 100% nó sẽ thành công, nhưng mà nỗ lực rồi thì chúng ta sẽ thấy hài lòng với cái việc là quyết định của mình. Còn đường cùng nếu mà mình không có một cái cách nào khác thì mình vẫn vui vẻ xem như đó là một cái hành trình đi sang một cái đất nước xa xôi để sinh sống một vài năm rồi bắt đầu mình có trải nghiệm thì mình về lại Việt Nam cũng là chuyện rất bình thường. Tại vì các anh chị em cũng biết rồi, có nhiều người là sau khi họ được định cư, sau khi họ có quốc tịch rồi họ cũng sẽ quay về lại ở Việt Nam hay là họ sẽ đi một cái nước khác để họ sinh sống. Tại vì cái cuối cùng đó là gì? Cái sự tự do đi lại. Nếu ví dụ như chúng ta ở Việt Nam với cái passport của Việt Nam chúng ta không có đi lại được nhiều nước, còn khi mà chúng ta đến Canada được định cư rồi với cái hộ chiếu của Canada thì chúng ta có cái sự tự do đi lại được nhiều hơn ở các cái nơi khác. Và điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta cảm thấy chỗ nào nó phù hợp hơn với mình tại cái thời điểm đó và chúng ta cảm thấy vui hơn ở cái nơi đó thì chúng ta sẽ chọn đến. Ví dụ có người họ định cư ở Canada xong họ sang Mỹ, hay có người họ định cư ở Canada xong họ tìm cách họ sang Úc tại vì lúc này họ cái bước đi của họ sẽ dễ dàng hơn, hay là những cái người mà được định cư rồi thì họ trở về lại Việt Nam với cái song tịch, với là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Canada thì cái cuộc sống của họ nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Thích không thích Việt Nam thì họ đi sang Canada họ ở, không thích ở Canada thấy khó khăn quá thì họ đi về ngược lại Việt Nam để họ ở, miễn là nơi nào họ cảm thấy hạnh phúc. Chứ còn nếu mà chúng ta bị gò bó ở một cái nơi thì cái đó gọi là chưa đạt đến cái mức cuối cùng của cái sự tự do đi lại, cái quyền tự do đi lại và cái quyền tự do chọn lựa cái nhu cầu hạnh phúc của mình. Đấy. Như vậy là tạm thời chúng ta kết thúc cái livestream ở đây. Một lần nữa xin chúc các anh chị em là một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe, lạc quan, và cái điểm cuối cùng là gì? Là vui vẻ để sống. Vui vẻ để sống thì cái hạnh phúc, cái vui vẻ đó tùy theo cái định nghĩa của mỗi người, nhưng mà trong đó nó sẽ có một cái sự tự do đi lại, nó có một cái sự do quyết định cái công việc của mình, nó có một cái sự tự do quyết định các cái mối quan hệ của mình, và nó có một cái sự tự do gọi là chọn cái phong cách sống của mình nó như thế nào, cái suy nghĩ của mình ra làm sao, và cuối cùng là sức khỏe. Nếu mà có sức khỏe thì vẫn còn có thể tiếp tục làm việc được và có thể sống hạnh phúc được. Năm cũ tất cả những cái chuyện thị phi, tất cả những cái chuyện mà không ưng ý hay là những cái chuyện bất trắc thì mong là nó bỏ qua, tất cả đều chúng ta gạt hết đi, và năm mới chúng ta sẽ hướng đến cái mới mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc mừng năm mới tất cả các anh chị em. Xin chào.